bà này nước thế nào, nước lâu nè. Đúng không, đúng không? Giỏi quá. Đứa nào giỏi nữa nè. Đứng cho giỏi coi, đứng lâu tí, đứng lâu tí, đứng lâu tí, đứng lâu tí, đứng lâu tí. Giỏi quá. Sẽ ký nè, cái giỏi nè đó. Riku giỏi nè, Riku giỏi nè, đứng lâu tí coi, Riku đứng lâu tí coi, đứng lâu tí, rồi đúng rồi. Saki lâu tí coi, Saki giỏi nè, rất cái giỏi nè. Đi cứu đúng không cái? À, giỏi quá. Saki. Saki là giỏi nhất á. Các bạn ơi, có hai chó của mình là các bạn, mình đang muốn dạy cho nó đứng hơi lâu một tí nè các bạn. Đó. Đó, đây là con Riku nè các bạn, đó nó đứng lâu không? Đó, giỏi quá, đứng đứng đừng có té, đứng đừng có té nha. Dạ, giỏi quá. Saki. 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 Đưa Saki, Saki. Nè em giỏi nè, em giỏi nè, cho em nè. À, em giỏi nè, em giỏi nè, đó em đứng lâu được nè, đó đứa nào giỏi nè. À, đứng lâu tới không có nhảy, không có nhảy, không có nhảy nè nè đó. Saki, Saki giỏi. Phải đứng đàng hoàng, sẽ kiên đứng đàng hoàng, đi cô đứng đàng hoàng nhá. Ok rồi, đây Saki đứng đàng hoàng rồi, ok nhẹ nhàng đi lên thấy không. Đứa nào giỏi nè, đi cô gọi nè, giỏi nè, đi cô đứng lâu một tí coi, đứng lâu một tí không có nhảy nha.
Rồi giỏi. Ngon quá. Giỏi quá. Đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng đi cô, đứng đàng hoàng đó, đứng nhà em vậy nè đó, đứng đàng hoàng không có nhảy, đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng, rồi đứng đàng hoàng không có nhảy. Rico. Rico, đứng đàng hoàng không nhảy. Đứng đàng hoàng không có nhảy. Đứng đàng hoàng nghe. Đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng. Sao kì? Sao kì? Đó, Rico cũng là giỏi.
đi câu ngoan ba tử đâu không ăn, không ăn là không cho đó nha. Ngon cái này tí đó. Nè cho cục ngon nè, thích đi cục ngon nè, đúng là vàng nó chạy nha, cục này là ngon nhất á. Vô đi câu